kỳ sáng ha, dáng tướng đẹp lắm, 2,9 kg, 20, tay gân lực rất là tốt luôn. Hàng này về mình chơi liền nha anh em, gà qua đấu trường rồi. Chân cẳng thì sạch đẹp, chân xanh 8 bóng đen, 2 cửa trắng. Gà này, mấy gà xanh này là nó đá côn gà nha anh em, dâu chậm. Sang chừng ha, những gà xanh này thì nó khôn lắm.